những câu chuyện trúng số tiền tỷ đầy thú vị, từ Mỹ cho đến Việt Nam nếu có. Lấy ngày sinh của con mua xổ số, bà mẹ ở Mỹ trúng 1,4 triệu USD. Tại Việt Nam, chủ nhân 14 tờ vé số độc đắc 34,3 tỷ đồng, nhà 7 người, chia nhau xài chơi. Lấy ngày sinh của con mua xổ số, bà mẹ ở Mỹ trúng 1,4 triệu USD. Một người mẹ ở Mỹ đã trúng giải 1,4 triệu USD nhờ chọn các con số trong chương trình xổ số theo ngày sinh của các con mình. Chương trình Good Morning America đưa tin một người mẹ đã thành công khi sử dụng ngày sinh của các con mình để chọn ra 5 con số may mắn, giúp chị giành được 1,4 triệu USD trong giải độc đắc Lucky Day Lotto thuộc công ty xổ số Illinois. Theo thông báo của công ty xổ số Illinois, người phụ nữ có biệt danh người mẹ may mắn kể chị biết tin này sau khi thức giấc giữa đêm để dỗ đứa con đang quấy khóc. Con tôi giật mình dậy và quấy khóc. Sau khi dỗ con nín và đặt trở lại giường, tôi chẳng thể vào giấc được nữa. Vì vậy, để giết thời gian, tôi mở ứng dụng xổ số trên điện thoại và không tin vào mắt khi thấy thông báo mình đã trúng số, người phụ nữ nói. Tôi đã sử dụng chính ngày sinh của các con làm con số may mắn cho mình, chị hào hứng nói thêm. Các con số trúng thưởng được chọn trong kỳ quay số ngày 6 tháng 3 lần lượt là 6, 8, 16, 17 và 20. Chia sẻ về chiến thắng của mình, người mẹ may mắn tự hào khoe chị đang làm một công việc tuyệt vời nhất trên thế giới, đó là làm một người mẹ, một người nội trợ. Và tôi cảm thấy rất may mắn vì chính vị trí hiện tại của mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, hai chữ may mắn sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với tôi, chị chia sẻ với truyền thông. Sau khi biết mình trúng giải, chị đã đùa với chồng về việc ngày sinh của các con đã trở thành con số may mắn, giúp chị đổi đời. Tại Việt Nam, với câu chuyện của chủ nhân 14 tờ vé số độc đắc 34,3 tỷ đồng, tổng số tiền trúng vé số 34,3 tỷ đồng được chia đều cho 7 thành viên trong gia đình, mỗi người hơn 4 tỷ đồng. Việc chị trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt là may mắn. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình đứng cạnh núi, tiền với dòng chia sẻ, đại gia đình Tây Ninh trúng số giải đặc biệt và an ủi, tổng trị giá 34,3 tỷ đồng, sau khi trừ thuế còn 31 tỷ 10 triệu đồng. Nhà 7 người, chia nhau xài chơi. Nhanh chóng, đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn xin vía, nhưng cũng có không ít người nghi ngờ về độ xác thực của đoạn clip. Theo chị Lê Thị Kim Thanh, 39 tuổi, chủ nhân đoạn clip, chị là chủ của giải thưởng khủng, nói trên, chị cũng là chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh. Cụ thể, chị Thanh đã trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng trên tờ, 126 tờ giải an ủi trị giá 50 triệu đồng trên tờ. Tổng giải thưởng là 34,3 tỷ đồng, sau khi trừ thuế, gia đình chị Thanh nhận được 31 tỷ 10 triệu đồng. Số tiền trúng thưởng đã được chia đều cho 7 anh em trong gia đình của chị Thanh, mỗi người nhận được hơn 4,4 tỷ đồng. Hôm đó là thứ 4 ngày 28 tháng 2, gia đình 7 người chúng tôi đang trên xe đi chùa ở Bình Thuận. Lúc đó ở nhà tôi còn 6 cây số chưa bán hết, tôi quyết định giữ lại. Chúng tôi nói đùa là nếu chiều có chúng thì sẽ chia với nhau, không ngờ chúng thật. Chị Thanh cười, nói. Khoảnh khắc hay tin chúng số tiền khủng, các thành viên trong gia đình chị ai nấy cũng đều vỡ òa, hò hét vì quá vui mừng. Riêng bản thân chị Thanh thì thấy bình thường, không đến nỗi mất ăn, mất ngủ vì từng chứng kiến nhiều khách hàng trúng độc đắc. Đây là lần đầu tiên tôi trúng số giải lớn đến vậy. Tôi tin là do mình quá may mắn. Nhiều người hỏi tôi trúng số vậy có đi làm từ thiện không? Nhưng thật ra trước đó, tôi cũng có thói quen đi làm từ thiện nên không cần đợi đến lúc trúng số. Chị Thanh chia sẻ.